Cuộc đời Ái Vân lận đận ba đời chồng, bị ba ca sĩ Thúy Nga từ chối hát chung. Ái Vân là một nữ danh ca nổi tiếng ở miền Bắc sau 1975 và sau này là tại hải ngoại. Không chỉ sở hữu giọng hát ngọt ngào, truyền cảm, đầy kỹ thuật, Ái Vân còn có nhan sắc vô cùng xinh đẹp, cùng lối diễn xuất tự nhiên. Trở thành công trên sân khấu và được hàng triệu người ái mộ, nhưng Ái Vân lại có đời tư khá trắc trở và đầy bi kịch, khiến ai cũng phải xót xa. Ái Vân sinh năm 1954 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật ở phố Huế, Hà Nội. Mẹ cô là nghệ sĩ cải lương Ái Liên, còn bố là ông Hà Quang Định, chủ hãng Việt Phim, hãng phim tư nhân đầu tiên tại Việt Nam. Cô vẫn được khán giả ca tụng là người mang vẻ đẹp và giọng nói chuẩn mực của con gái Hà Nội thanh lịch gốc. Nhờ được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật nên ngay từ nhỏ, Ái Vân tiếp xúc với âm nhạc, biết hát cải lương. Cô nói, mẹ tớ là người Bắc nhưng lại hát bằng giọng Nam, thư tân đạt tới cải lương. Hồi đó, tớ nghe mẹ hát thấy ngộ lắm, nhưng dần lại thấy ngay. Sau 1954, mẹ tôi đi theo các đoàn cải lương Nam Bộ, chính vì thế nên ngay từ khi biết hát cải lương, tôi đã hát bằng giọng Nam. Bố Ái Vân tuy không phải nghệ sĩ, nhưng lại rất đam mê âm nhạc, và yêu thích giới nghệ sĩ nên hỗ trợ hết mình cho con gái theo đuổi nghệ thuật. Từ nhỏ, cô đã đi ca hát và còn tham gia đóng phim. Từ năm 1971, khi mới 17 tuổi, Ái Vân đã tham gia làm kịch ngắn cho đài truyền hình. Sau đó, cô vào Nam tham gia đoàn ca múa Đông Sen. Nhờ giọng nói chuẩn chỉ, Ái Vân được kiêm thêm phất thanh viên đài phát thanh. Tới năm 1976, Ái Vân ra Học Nhạc Viện Hà Nội và sau khi tốt nghiệp, về công tác tại Nhà hát Nhạc nhẹ Việt Nam năm 1979. Ái Vân thuộc lứa ca sĩ được đào tạo bài bản về thanh nhạc. Lại có nền tảng nghệ thuật dân gian từ gia đình nên hát rất hay. Có những kỹ thuật mặt còn truyền cảm, cô sở hữu chất giọng lighty tri cực lano cao, sáng, đã cùng âm sắc vô cùng đặc biệt. Do đó, Ái Vân từ trẻ đã được đông đảo khán giả ái mộ. Cô chính là một trong những ca sĩ nhạc nhẹ đầu tiên của miền Bắc. Sau 1975 thành công vang dội, tiếng hát vụt khắp các đài phát thanh qua những ca khúc như bài ca xây dựng, rượu bông hồng. Năm 1982, Ái Vân sang Đức tham gia liên hoan âm nhạc quốc tế Dresden và đoạt giải thưởng lớn. Đây là giải thưởng nhạc nhẹ đầu tiên của ca sĩ Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Sau đó, cô đi diễn nhiều nơi trên thế giới. Sau năm 1990, Ái Vân sang nước ngoài định cư và cũng thành công vang dội tại hải ngoại. Cô vừa bước vào thử giọng và cất tiếng hát đã được giám đốc trung tâm Thúy Nga đồng ý ký hợp đồng thu âm và ghi hình. Thành công của Ái Vân là một kỳ tích cực kỳ hiếm hoi ở Thúy Nga. Danh hài Chí Tài kể lại, khi Ái Vân vào Thúy Nga, có ít nhất ba ca sĩ không muốn hát chung với chị. Tuy nhiên, Ái Vân đã dần chinh phục khán giả lẫn đồng nghiệp nhờ tài năng của mình. Không chỉ hát hay, Ái Vân còn diễn xuất rất tốt, là múa đẹp nên đảm nhiệm được những màn ca múa tạp kỹ phức tạp trên sân khấu Thúy Nga. Điều khiến Ái Vân khác biệt với các ca sĩ hải ngoại khác là cô chuyên thị dòng nhạc dân ca Bắc Bộ với âm hưởng quan họ, ca thô. Trên sân khấu Thúy Nga, cô hóa thân vào nhiều nhân vật như Thúy Kiều, Thị Mầu. Ngoài ra, Ái Vân cũng hát nhạc nhẹ rất hay. Ái Vân cũng chính là ca sĩ đầu tiên nâng đỡ Chí Tài. Anh kể lại, tôi có được ngày hôm nay một phần nhờ vào sự giúp đỡ của chị Ái Vân. Lúc đó, tôi làm hòa âm một số ca khúc cho Ái Vân như Tát Nước Đầu Đình, Lý Cây Đa. Khi tôi hòa âm xong, Ái Vân rất thích và chuyển bản thu qua cho giám đốc trung tâm Thúy Nga bảo với họ rằng có người tên Chí Tài hòa âm rất vui nhộn, duyên dáng. Một lần khác, Ái Vân gọi điện qua cho tôi nói, Tài à, mình sẽ hát bài Trăng Sáng Vườn Chè, Tài hòa âm cho mình bài đó. Tôi viết lại mới toàn bộ hòa âm rồi gửi qua cho Ái Vân, chứ không dùng hòa âm cũ. Ái Vân nghe xong rất thích. Đến lúc thu hình, chị ấy gọi qua nói, bây giờ mình nhờ Tài phụ diễn bài này được không? Tài chỉ việc ngồi, mình ra hát tới đâu Tài diễn tới đó. Đây là một cơ hội mới với tôi lúc ấy. Đó cũng là lần đầu tiên tôi bước lên sân khấu qua Divinite với vai trò diễn xuất thành công và xinh đẹp trên sân khấu. Nhưng Ái Vân lại có đời tư khá bi kịch. Cô từng trải qua hai đời chồng trước khi sang hải ngoại, trong đó cô hôn nhân với người chồng thứ hai để lại cho cô nhiều sóng gió, đau khổ. Vì quá đau khổ nên Ái Vân quyết tìm cách sang Đức bỏ lại cả sự nghiệp đang lên đỉnh cao. Tuy nhiên, quá trình đi nước ngoài của nữ danh ca cũng gặp nhiều trắc trở. Vì một số sự cố nên Ái Vân không được đi, quá cùng quẫn, cô đã uống thuốc ngủ tự tử, Ái Vân nói. Nhận được tin, tôi tự phẫn vì chuyện đời tư quá bi đát, không còn cách giải thoát. Lựa chọn nào khác bằng tôi uống thuốc ngủ để tự phẫn. Rất may bà Phú phát hiện ra rồi đưa đi bệnh viện cửa ruột. Sau đó, bố Ái Vân đã làm mọi cách để con gái được đi du học. Cuối cùng thì Ái Vân cũng sang được nước Đức trong nỗi đau đớn khi phải bỏ lại con trai nhỏ 4 tuổi. Cô nói,
tôi không thể hình dung được cuộc đời tôi lại có những năm tháng khốc liệt đến thế. Chính tôi đọc lại mà không cầm được nước mắt, đau đớn, lúc vui thì không sao, còn lúc buồn, tôi chẳng là gì, như con chó con mèo trong nhà, tôi muốn chia tay một cách bình yên, nhưng người chồng đó không cho, nên tôi buộc phải chạy trốn bằng cách rời khỏi Việt Nam giữa lúc sự nghiệp đang trên đỉnh cao. Tôi đau đớn, vứt bỏ hết gia đình, cha mẹ già, đứa con thơ duy nhất mới 4 tuổi để đi Đức, tôi đau hơn cắt da cắt thịt, nhưng còn hơn ở lại để chọn cái chết. Sang được Đức nhưng biến cố vẫn liên tục ập đến với Ái Vân. Thời điểm đó, Đông Đức và Tây Đức nhập làm một, khiến ngôi trường Ái Vân du học không còn cơ sở tồn tại, cô phải ngừng việc học, xách vali lao ra đường kiếm sống. Năm 2000, khi sự nghiệp đã đi vào ổn định thì Ái Vân lại bất ngờ phát hiện mình bị ung thư, phải hóa trị. Từ đó, cô buộc phải lui khỏi sân khấu để tĩnh dưỡng sức khỏe. Hiện tại, Ái Vân đã không còn ca hát, cô sống yên bình bên người chồng thứ ba là một kỹ sư tin học và có với nhau thêm một con gái, con trai chung với chồng cũ cùng sống tại Mỹ cùng Ái Vân.